Chúng ta tiếp tục học bài 2, Unit 2. My house. Skills 2, những kỹ năng phần 2. Trong tiết học này, các em sẽ được thực hành về hai kỹ năng là nghe và viết. Ở trong phần kỹ năng nghe, listening, chúng ta sẽ thực hành để nghe về nhà của ai đó và trong phần kỹ năng viết, các em sẽ thực hành để viết một thư điện tử cho một người bạn để mô tả về một căn nhà. Trước khi đi vào phần bài nghe, các em sẽ đọc một số từ vựng có trong bài nhé. Good, best. Best là hình thức so sánh nhất của từ tính từ good, tốt, còn đây là tốt nhất. I love our living room the best. Và chúng ta có sử dụng trong câu này từ the best, the best để nói về cái gì mà mình thích nhất. Tôi thích phòng khách của chúng tôi nhất. Bright. Bright sáng hay là sáng sủa, sáng chói. Own, own. Favorite, favorite. Cozy, cozy. Pen friend, pen friend. Outline, outline. Opening, opening. Đây là những cái cụm từ mà chúng ta sẽ có trong bài của một bức thư. Body, body. Closing, closing. Giving thanks, giving thanks. Purpose, purpose. Tell, tell. Place of living, place of living. Number of rooms, number of rooms. Names of rooms, names of rooms. Names of rooms. favorite room favorite room reason reason on the best on the best from to hai từ này thì chúng ta có trong cái phần bức thư from là từ người gửi từ ai đó và to là đến có nghĩa là đến người nhận cụm từ on the best là chúc những điều tốt đẹp nhất chúng ta thường hay viết ở cuối bức thư các bạn nhé Webmail. Đây là một cái danh từ chỉ cái ứng dụng để quản lý gửi và nhận email trực tuyến. Các em có hai động từ gửi và nhận là từ send, send và receive, receive, nghĩa là nhận. Bây giờ các em sẽ đi làm lần lượt các phần của bài học. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất. 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Trong phần này, Kem sẽ nhìn vào những bức tranh gọi tên của những đồ vật này và Kem hãy đoán xem là chúng có được đề cập đến trong bài nghe hay không. Ở bức tranh thứ nhất, Kem nhìn thấy đây là một cái giá sách hay là kệ sách. Kem sẽ nhớ về từ bookshelf. Number two, sofa. Three, desk. Four, clock. And five, window. Bây giờ các em hãy đoán xem là những danh từ mà chúng ta vừa gọi tên thì có được đề cập đến trong bài nghe hay không? Việc dự đoán có thể khác nhau các bạn nhé. Now, listen and check your guesses. Bây giờ các em hãy nghe bài nghe để xem sự dự đoán của mình có đúng hay không. Unit 2. My house. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Now listen and check your guesses. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are six rooms in our house a living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Kem vừa nghe xong bài nghe. và sự dự đoán của các em có đúng hay không? Để rõ hơn, chúng ta hãy chuyển sang bài số 2. 2. Listen to my talking about her house. Tick. True or false. Nghe Mai nói về nhà cô ấy, các em hãy đánh dấu tích True là đúng hoặc false là sai vào các ô tương ứng. Ở đây kem có 5 câu. Và khi kem nghe lại bài nghe, thì chúng ta nếu kem thấy những câu này mà đúng với nội dung bài nghe, chúng ta sẽ đánh dấu tích vào cột true. Nếu thấy nội dung của các câu này không đúng với nội dung bài nghe, kem sẽ tích vào cột false, có nghĩa là sai. Bây giờ kem sẽ nghe một lần nhé. Unit 2 My House Page 23 Skills 2 Listening. Activity 2. Listen to Mai talking about her house. Tick T, true, or F, false. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are six rooms in our house a living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Như vậy là các em đã được nghe đoạn văn ở lần thứ hai. Nếu như ở lần này bạn nào có thể đánh dấu được vào các ô true và false thì là tốt rồi, còn nếu như các em chưa đánh dấu được thì trong lần thứ ba này cô sẽ mở chậm từng câu và chúng ta sẽ làm từng câu một nhé. Bây giờ các em sẽ nghe lại. Activity 2. Listen to Mai talking about her house. Tick T true or F false. My name's Mai. My name's Mai. Câu đầu tiên là bạn ấy giới thiệu tên của tôi là Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live in a townhouse in Hanoi. Tôi sống ở một căn nhà ở phố ở Hà Nội. I live with my parents. I live with my parents. Tôi sống với ba mẹ của tôi. There are six rooms in our house. There are six rooms Six rooms in our house có 6 phòng trong nhà tôi. Mà ở câu 2 thì các em thấy là my house has seven rooms. Nhà tôi có 7 phòng. Như vậy câu này là câu sai, đúng không nào? Và đối với câu sai như thế này thì các em có thể sửa câu đúng vào đây cho cô. Các em sẽ sửa thành uh, my house has six rooms. Phần sửa thì các em có thể nghe để chúng ta tự sửa nhé. Và như vậy thì ở câu trước Mai nói là I live with my parents. Vậy thì tôi sống với ba mẹ của tôi. Mà trong câu 1 lại nói là there are four people in my family. À, có bốn người trong gia đình Mai. Mà Mai với ba mẹ của Mai thì phải là ba người. Như vậy câu 1 này cũng sẽ là câu sai các bạn nhé. Và nếu như các em muốn sửa câu 1, muốn sửa câu 1 thì chúng ta sẽ nói là there are three people in her family. Chúng ta sẽ nghe tiếp. A living room, a kitchen, two bedrooms. À đây là bạn ấy kể các phòng ra a living room, a two bedrooms, kitchen and two bathrooms. And two bathrooms. I love our living room the best. I love my old living room the best. I love. Tôi thích hay là tôi yêu thích? My old my own living room. Tôi thích cái à, phòng khách của chúng tôi the best à, thích nhất. Tôi thích nhất là phòng khách because it's bright. Because it's bright. Bởi vì nó rất là sáng, sáng sủa. It's next to the kitchen. It's next to the kitchen. Nó ở bên cạnh nhà bếp. Vậy thì ở câu 3 các em thấy là the living room is next to the kitchen. Vậy câu 3 sẽ là câu đúng các bạn nhé. I have my own bedroom. I have my own bedroom. Tôi có phòng ngủ riêng. Oh, oh là cái từ mà cô đã giải thích trong phần từ mới ở đầu bài đó các em. I have tôi có my own bedroom. Tôi có phòng ngủ riêng. It's small but beautiful. It's small but beautiful. Tuy nó nhỏ nhưng mà đẹp. There's a bed, a desk. There's a bed. A desk có một cái giường này, một cái bàn, a chair and a bookshelf, a chair một ghế tựa and a bookshelf và một um, kệ sách hay là giá sách. It also has a big window and a clock on the wall. It also has a window, big window. Nó có cả cửa sổ lớn và một cái uh, đồng hồ clock clock on the wall, một cái đồng hồ ở trên tường. Như vậy câu số 4 nói là in her bedroom there's a clock on the wall thì câu này sẽ là câu đúng các bạn nhé. I often read books in my bedroom. I often read I often read books in my bedroom. Tôi thường đọc sách trong phòng của tôi. Như vậy câu 5 lại nói là she often listen to music in her bedroom. Cô ấy thường nghe nhạc trong phòng cô ấy. Vậy câu 5 sẽ là câu sai và các em phải đánh dấu vào cột F. Và ở chỗ này chúng ta có thể sửa là series book in her bedroom. Hoặc là series book không như thế này cũng được các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần số 2 và qua phần 1, phần 2 thì chúng ta... Bây giờ là các em đã có thể thấy rõ được sự dự đoán của mình ở đầu bài 1 là đúng hay không rồi, đúng không nào? Bây giờ, các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Ở bài 3 và bài 4 thì các em sẽ được thực hành về kỹ năng viết, các bạn nhé. 3. Answer the questions. Phần số 3, các em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Thì câu này các em có thể trả lời là I live in. Ví dụ như I live in Hà Nội là các em trả lời chung chung. Các bạn phải trả lời rõ ra. Ví dụ như chúng ta dùng những cái cụm từ mà các em đã học trong các tiết học trước. Ví dụ như là I live in a country house in Hà Nội. I'm sorry, a country house in Bắc Giang. Đúng không? Tôi sống ở trong một căn nhà quê ở Bắc Giang. Hoặc Kem nói là I live in a townhouse in Hà Nội. Tôi sống ở một căn nhà phố ở Hà Nội chẳng hạn các bạn nhé. Thì tùy câu này thì Kem có thể trả lời theo từng bạn. Chứ chúng ta không có những câu trả lời giống nhau. Ở đây thì ví dụ là I live in a small townhouse in Hà Nội. Tôi sống ở một căn nhà ở phố, một căn nhà nhỏ ở phố ở Hà Nội. How many rooms are there in your house? What are they? Có bao nhiêu phòng trong nhà bạn và đó là những phòng nào? Vậy thì tùy mỗi bạn chúng ta sẽ trả lời và các em sẽ trả lời là there are, cộng với số phòng ví dụ như là there are five rooms in my house à, hoặc là there are four rooms in our house cũng được các bạn nhé. À, sau đó chúng ta sẽ kể ra là living room, a bedroom hoặc là two bedrooms hoặc là a kitchen, a bathroom hoặc là two bathroom tùy các bạn nhé ở đây câu ví dụ mẫu cho mình là there are five rooms có năm phòng a living room một phòng khách a kitchen two bedrooms and a bathroom một nhà bếp hai phòng ngủ và một phòng tắm which room do you like best in your house why căn phòng nào mà em thích nhất trong nhà của mình tại sao vậy thì các em sẽ có rất nhiều cách để trả lời chỗ này ví dụ như là i like my bedroom best the best tôi thích phòng ngủ của tôi nhất hoặc các em cũng có thể nói là my favorite Room is the living room is our living room cũng được à, phòng được yêu thích nhất của tôi là phòng khách rồi chúng ta sẽ trả lời lý do các em sẽ nói because bởi vì ví dụ như bởi vì nó đẹp các em nói là because it's very beautiful it's very nice nó rất là xinh xắn it's very cozy rất là ấm áp hoặc là it's bright là nó rất là sáng sủa it's comfortable là thoải mái chẳng hạn các bạn nhé như vậy chúng ta có rất nhiều lựa chọn để trả lời tùy theo mỗi bạn My favorite room is my bedroom. It is very cozy. Phòng yêu thích của tôi là phòng ngủ và nó rất là ấm áp. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 3 và bài 3, những câu hỏi, những câu trả lời này chính là phần gợi ý cho phần viết là phần chính của kỹ năng viết của các em trong bài tập 4 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo. 4. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in three. Ở phần 4 này các em sẽ viết một thư điện tử cho Mira, uh, Do pen friend. Pen friend đây là bạn qua thư. Uh, một người bạn qua thư của em nói với cô ấy về nhà của mình hay là kể với cô ấy về nhà của mình và các em sử dụng những câu trả lời cho những câu hỏi trong bài tập 3. Có nghĩa là những câu hỏi và những câu trả lời trong bài 3 chúng ta vừa làm. Chúng ta vừa làm đây chính là cái phần gợi ý cho mình đó, Chúng ta có thể sử dụng những cái thông tin như thế này Những cái nội dung như thế này để các em viết bài trong phần 4 nhé Trước khi viết bài thì cô sẽ gợi ý cho kem các, các phần như sau Kem có là outline Outline đây là phần giống như là một cái khung để mình viết Có nghĩa là chúng ta sẽ viết những nội dung chính và đây gồm những cái gì Cũng giống như là từ dàn ý đó các bạn hai mira đầu tiên thì gửi cho ai chúng ta sẽ viết hai cộng với tên của bạn và kem để dấu phẩy như thế này nhé ở phần 1 là opening opening là phần mở đầu chúng ta sẽ có là giving thanks là đưa ra lời cảm ơn uh, purpose of writing là mục đích của bài viết là gì <laughs> thì đối với phần này chúng ta có thể viết là thanks for your email now i will tell you about my house cảm ơn về lá thư của bạn bây giờ tôi sẽ kể với bạn về nhà của tôi rồi tiếp theo chúng ta sẽ có phần số 2 là body là phần chính của bức thư. Place of living là nơi ở của em. Vậy thì trong phần chính này thì chúng ta sẽ phải nói là ngôi nhà của em ở, của mình ở là ở đâu. Ví dụ đó chính là cái câu hỏi, câu trả lời trong phần 3 hồi nãy đó các bạn. Chúng ta có thể nói là tôi sống trong một căn nhà ở phố ở Hà Nội hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tôi sống trong một căn nhà quê ở Bắc Giang hay là ở Hà Nam chẳng hạn. À, ví dụ như là I live in a country house in bắc giang number of rooms and names of rooms đây là số phòng và tên của các phòng có nghĩa là các em sẽ nêu ra trong nhà mình có mấy phòng và à, đó là những phòng nào phần thứ ba closing đây là phần kết của lá thư what about you thế còn bạn thì sao where do you live bạn sống ở đâu tell me and you Tell me in your next email. Hãy kể với tôi trong lá thư tiếp theo nhé. Và cụm từ là all oh, the best là gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Ở đây chúng ta có phần là useful language là những cái phần để người ta gợi ý cho mình thì các em sẽ có những cái uh, mẫu uh, câu ví dụ như chúng ta bắt đầu bằng là there is hoặc là there are để chúng ta nói xem là có cái gì đó ở trong phòng của mình hay là trong nhà của mình các bạn nhé. Uh, next to, between, under, on, in, behind hoặc là in front of chẳng hạn thì cái dòng thứ hai này là những cái giới từ. Đó, phần của bôi đen này đó chính là những cái giới từ chỉ vị trí mà các em đã học ở những tiết học trước để chúng ta mô tả xem trong phòng hay trong nhà của mình là những đồ vật này nó ở cạnh cái kia hay là nó ở trên hay là ở dưới, uh, bên cạnh như thế nào đó so với những đồ vật khác. I live in là tôi sống, ở đâu đó thì các em nói, giống như hồi nãy cô gợi ý là tôi sống ở trong căn nhà ở quê hay ở nhà phố, hay là căn nhà lớn hay là căn nhà nhỏ. My favorite room is uh, căn phòng yêu thích của tôi là thì ở chỗ chấm chấm này là các em sẽ viết là ví dụ như là is my bedroom hoặc là is my living room hoặc là kitchen cũng được các bạn nhé. Ở đây các em có một cái khung để chúng ta viết thư. To To là đến, có nghĩa là chúng ta ở chỗ này chúng ta sẽ có cái địa chỉ của người nhận đó các bạn. Địa chỉ của người nhận thì ở đây là mira a webmail com. Thì uh, webmail đây là cái uh, nơi để chúng ta gửi thư điện tử. To là đến là gửi đến mira subject my house. Chủ đề của bức thư này chúng ta sẽ viết về my house là nhà của mình. Trong thư các em sẽ viết là hi mira phẩy xuống dòng và các em viết này thanks for your email Cảm ơn về bức thư của bạn. Now I will tell you about my house. Bây giờ tôi sẽ kể với tôi về nhà. À tôi sẽ kể với bạn về nhà của tôi. I'm sorry. Và phần bỏ trống này thì các em có thể viết bằng những câu mà cô vừa gợi ý xong. Chúng ta có thể viết như thế này. I live in a small townhouse in Hanoi. There are five rooms, a living room, a kitchen, two bedrooms and a bathroom. My favorite room is my bedroom. It is very cozy. There is a big window a small bed, a desk and a chair. Tôi sống ở một căn nhà nhỏ ở phố ở Hà Nội. Có 5 phòng, một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và một phòng tắm. Phòng yêu thích của tôi đó chính là phòng ngủ. Nó rất là ấm áp. Có một cửa sổ lớn, một cái giường nhỏ, một cái bàn và một ghế. What about you? Còn bạn thì sao? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Tell me in your next email. Hãy nói với tôi trong lá thư tiếp theo nhé. All oh, the best à, Chúc bạn những gì tốt đẹp nhất Đây chúng ta sẽ để dấu phẩy Có thể chỗ này chúng ta sẽ xuống dòng và ký tên cũng được các bạn nhé Các em có từ send Send là cuối thư này có nghĩa là gửi Sau khi các bạn viết thư như thế này Chúng ta nhấn vào cái từ send này Thì nó sẽ gửi đến cho người nhận Và khi nhận được thì các em sẽ thấy từ new message Ở dòng trên này à, Khi các em nhận được sẽ có là new message là thư mới Thì chúng ta mở ra sẽ đọc được cái lá thư điện tử như thế này và ngoài bức thư mà các em vừa đọc đây thì cô chuẩn bị thêm cho các em một bức thư nữa. Chúng ta cùng xem nhé. Hi Mira, thanks for your email. Now I will tell you about my house. I live in a big country house in Bắc Giang. There are six rooms in my house: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I have my own bedroom. It is my favorite room because it is very beautiful. My room has a chair, a desk, a bookshelf and a television. It also has many beautiful pictures on the wall. I like reading books in my bedroom every morning and sometimes I listen to music. What about you? Where do you live? Tell me in your next email. All the best. Và dưới thì chúng ta có thể ký tên của mình các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại uh, nội dung của bức thư này. Chào Mira, cảm ơn bạn về bức thư. Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về nhà của tôi. Tôi sống ở trong một căn nhà lớn ở quê, ở Bắc Giang, có 6 phòng. Trong nhà tôi đó là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Tôi có phòng ngủ riêng. Đó là phòng được yêu thích của tôi bởi vì nó rất là xinh đẹp. Phòng của tôi thì có một cái ghế, một cái bàn, một giá sách và một tivi. Nó cũng có nhiều những bức tranh đẹp ở trên tường. Tôi thích đọc sách trong phòng của tôi vào mỗi sáng và thỉnh thoảng thì tôi cũng nghe nhạc. Còn bạn thì sao? Bạn sống ở đâu? Hãy nói với tôi trong bức thư tiếp theo nhé. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất và sau cùng thì chúng ta sẽ ký tên. Như vậy là cô đã hướng dẫn và gợi ý cho các em để hai bức thư để các em tham khảo. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm hoặc là thay đổi những câu khác để chúng ta hoàn thành về bức thư à, viết cho bạn qua thư để kể cho bạn nghe về căn nhà của mình nhé. Các em sử dụng những cấu trúc câu, những từ, những cụm từ mà cô đã gợi ý trong bài. Nói tóm lại, trong bài này thì chúng ta cần à, ghi nhớ cho cô về phần kỹ năng như sau trong phần kỹ năng nghe thì các em nghe về nhà của ai đó và trong phần kỹ năng viết thì chúng ta thực hành để viết để mô tả về ngôi nhà của mình nhưng thực ra cả trong hai phần này thì chúng ta đều nhắc đến là my house hoặc là someone's house có nghĩa là ngôi nhà của ai đó vậy thì khi nghe hoặc là khi viết về ngôi nhà của ai đó thì chúng ta đều chú ý về các phần đó chính là các em sẽ nói là nhà người này là sống ở căn nhà ở đâu ở quê hay ở phố rồi căn nhà đó thì lớn hay nhỏ có mấy phòng gồm những phòng nào rồi thích phòng nào nhất vì sao và có những cái đồ dùng những cái vật dụng gì ở trong phòng và trong phần viết thì chúng ta lưu ý để xem lại cái bố cục của một lá thư điện tử viết như thế nào phần đầu thư phần phần chính và phần kết thư thì chúng ta có những cái gì ký tên rồi như thế nào nữa đấy là cái nội dung chính về cái phần kỹ năng còn trong phần từ vựng thì các em sẽ học thuộc cho cô các từ và cụm từ cô đã cho ở phần đầu như thế này nhé